Em chào bác, em Lâm đây, lại tiếp tục quay cho các bác bếp ga đây. Thì một con 360 hôm qua thì đã bán mất rồi cho một chị xinh gái ở Hà Nội. Hôm nay lại tiếp tục quay một con 360 đời cao chót vót, con này thì đẹp chớm mê luôn. Con này em cam kết bác như mới luôn. Đấy, thì em xin dành một chút thời gian quay qua kênh em. Kênh em là kênh Thanh Lâm Gia Bang Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360413. Nếu là tiện cho cái kênh nhé. Đây, đập mặt ta luôn, luôn làm con 360 đây. Úi xời, này em quay bó kèo này, bếp này. Đấy, nó nhìn phê chưa. Rồi em sẽ cạy bên trong. Đấy, lắp nướng đây. Đấy, nắm nướng đây. Đấy, dìn hết đi theo bếp nhá. Đây, mặt bên trong đây. Nó như mới luôn, nó không hạt dầu rồi luôn. Mà hốc gà hốc thiết quay kỹ cho các bác vào. Úi giời, nó đẹp chấm mét luôn. Em quay vào bên trong quá nhân rồi. Thầy nướng này. Chưa một lần nó nướng trong cuộc đời luôn. Chưa một lần luôn. Em xin được hạ cái khay ra ngoài, lưng lên cho bác nhìn. Úi giời, cái bếp. Úi giời, còn gì mà chê. Không xuống tiền mua chiếc này thì mua chiếc nào. Mua hết chiếc lăng của Baloma rồi. Dòng mặt men cao cấp. Đây, con này bắt đầu xuất xưởng vào tháng 11 năm 2018. Thành vách đây. Các bạn quay vách trước vách sau đi. Nó là đẹp nguyên man rồi. Không một tật lỗi gì luôn. Còn cái bếp xước như bằng cái đầu tăm thì các bác đừng xoay nhá. Đừng xoay cái gì cả, cái bếp cũ mà. Nó đã qua sử dụng rồi, dùng rất ít thôi. Thì nó vứt ra ngoài bãi rác. Thì nó cũng có chỉ có hàng hoàng một chút. Đấy, cứ nói luôn là vứt ra ngoài bãi rác đi. Nhiều bác bảo ở bên Nhật người ta vứt đi. Lấy đâu ra vứt đi mua bằng tiền đấy các bác. Không có bên nào người ta vứt đi đâu. Con này mới rồi đó, gần 30 triệu là ít tiền đâu mà người ta vứt đi. Đấy, em vào em cắt bếp luôn đi các bác nhé. Em bật một chút cho sảy ra. Đấy, cho chạy một chút cho sảy ra. Nó lướng bật một chút lên cho sảy ra đó. Đấy, rồi ok rồi. Con này thì không phải đóng bếp nhá. Đây em quay này. Đây là tất cả tính năng là nấu cơm, nấu cháo, đun nước này. Hẹn giờ 3 bếp này. Đây chạm phát lên luôn này. Bên này vậy này. Chạm phát lên luôn này. Đấy, đây là hẹn giờ 3 bếp nhá, độc lập nhá. Đấy, đoàn lướng gì đây. Đây, lò nướng thì sáng ở giữa, thì ô sáng ở giữa đây. Còn đây lò nướng thì nướng hai tầng lửa đây. Đấy, em sẽ bật ít thôi, không nó cháy đen mất hai tầng lửa em đây. Đấy các bạn nhìn nhá. Đấy. Đấy, chỉnh giờ linh lấu các kiểu là điểu đây. Đấy, không dùng tắt đi khóa 3 giây thì ở đây. Đấy, lửa thì em lâm căn, các bác yên tâm, con này nó không phải đóng bếp. Lửa xanh nguyên man, không một tí hú ga luôn. Đấy. Đấy. Bếp zin luôn. Đấy bật qua thôi bởi vì là cái bếp đang còn đẹp, bật nhiều nó ố mất, mất cái giá trị của nó. Còn bếp thì em cam kết các bác, nó đẹp hầu như tương đương gần như mới rồi, tầm trên 90%. Bếp full hết các tính năng rồi, không còn tính năng gì rồi. Các bác cần check má gì thì cứ lên trên mạng mà check. Đấy, má đây, BA360WA. Đấy, con này thì sản xuất vào tháng 11 năm 2018, bắt đầu xuất xưởng. Đẹp, chấm mét luôn. Đấy. Bác nào lấy chiếc này thì alo cho em, bếp hầu như là không có gì mà chê rồi. Đấy, dành cho bác mua bếp ra ký tính và chịu chơi, và chịu chơi và chịu chi. Đấy, bởi vì một chiếc bếp đẹp thì nó không hề rẻ. Đấy, giá chiếc này nó nhô 4 triệu một chút thôi. Còn nhô bao nhiêu triệu thì các bác cứ alo cho em. Hai số tỏa đây. Đấy, bếp nhà em thì được mặc định bảo hành trọn đời. Đấy, và hỗ trợ sửa miễn phí trọn đời. Còn bảo hành tay bo nhà em là 2 năm. Đấy, giá thì nhà em mua thì mặc định được tặng pin này, tặng lưới thông chuột rồi. Thì bác không phải lo gì cả, không sợ chuột bò dán vào đâu. Đấy, em sẽ kết thúc video đây nhá. Em sẽ chào các bác. Hẹn bác ở video sau.